1, 2, 3, 4. Cho họ gác đi em. Reggae Việt Nam. Ai ghét em, thể về với đội của anh. Anh tuyệt đối yêu thương em hết mực đó hả? Có anh Lương đây rồi, tới đồngmỹ.vn thôi. Hiện đang có chương trình giảm giá lên đến 15% các sản phẩm sau: bộ vô gội xả OZX Renew in Arkanoid of Morocco. Sản phẩm bao gồm có 3 chai dầu gội xả và 1 chai dầu dưỡng tóc, được đồng Mỹ nhập khẩu từ hãng OZX Hoa Kỳ. Sản phẩm được chiết xuất từ tinh dầu Oregon mà gốc. Đây là một dưỡng chất rất đặc biệt tuyệt vời dành cho tóc của bạn, với tinh dầu thẩm thấu trực tiếp vào tầng nền tóc cho sợi tóc của bạn luôn đàn hồi bóng mượt và dẻo dài. Qua đó nó còn giúp phục hồi tóc hư tổn, sờ rấu để bạn có thể yên tâm đi nhậm tóc thoải mái nhé. Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không chứa bất kỳ chất tạo bọt như các dầu gội thông thường nên rất là an toàn nhé các bạn. Và nếu bạn đang rơi vào trường hợp bị rụng tóc, cho dù bạn làm cách nào đi nữa thì tóc bạn cũng rụng ào ào, thì đây, sản phẩm dầu xả Biotin and Collagen 88.7ml, chai nhỏ xíu như vậy thì rất là tiện dụng, rất là gọn nha các bạn. Bạn có thể bỏ nó vào túi xách mang đi đâu cũng được. Sản phẩm với công thức chăm sóc tóc hoàn toàn mới, thẩm thấu nuôi dưỡng đến tận chân tóc, với tinh chất collagen kích thích mọc tóc nhanh, bổ sung độ ẩm và tăng cường sự đàn hồi và dẻo dai cho tóc. Và tiếp theo là sản phẩm kem chống nắng Bioderma Photodermat chuẩn chống nắng SPF 50+, với 200ml kem với mùi hương tuyệt vời, thoải mái, không thấm nước, rất phù hợp với thời tiết trời nắng hiện tại. Đây là sản phẩm lý tưởng cho mỗi lần đi biển của bạn, cứ thoa lên và phơi nắng thoải mái mà không sợ bị nắng ăn đen da bạn nhé. Sản phẩm đặc biệt dùng được cho da dầu và da nhạy cảm. Và nhân dịp lương về tháng này thì Đồng Mỹ sẽ giảm 10% cho bạn nào mua online, và giảm hẳn 15% cho bạn nào mua tại shop Đồng Mỹ tại 35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình nhé. Tiếp theo là món hàng mà Đồng Mỹ muốn tặng cho các bé và các mẹ đang có các con nhỏ trong đợt khuyến mãi này nhé. Sản phẩm bộ tắm gội toàn thân cho bé Johnson Baby Head to Toe Wash, một sản phẩm đến từ Canada. Và sản phẩm này thì cũng không còn gì xa lạ đối với chúng ta nữa rồi đúng không? Bộ sản phẩm bao gồm 3 chai, 2 chai gội lớn 1000ml và 1 chai gội nhỏ 226ml nhé. Sản phẩm tắm gội dịu nhẹ như làn nước tinh khiết, giúp tắm gội sạch sẽ cả toàn thân và tóc bé mà không làm khô da bé. Sản phẩm có kem dưỡng da và hoạt chất làm trắng, giúp bé có một làn da mềm mại và mịn màng. Với công thức độc đáo tuyệt đối không làm cay mắt bé, không gây kích ứng da nên rất là an toàn, các mẹ cứ yên tâm ạ. Và không còn nghi ngờ gì nữa, và đây là bộ sản phẩm dành cho phụ nữ. Đầu tiên là bộ sản phẩm 4 chai dưỡng thể lotion Victoria Secret với 4 mùi khác nhau. Sự dưỡng thể body lotion Victoria Secret với công dụng tuyệt vời, cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da của bạn, thật mềm mại và mịn màng, với nhiều mùi thơm quyến rũ gợi cảm nồng nàn, kéo dài từ 3 đến 4 giờ, cho bạn một cảm giác thật thoải mái. Tiếp theo là 3 bộ sản phẩm xịt khoáng dưỡng da tuyệt vời mà bạn gái nào cũng thích. Và sản phẩm đang được cầm trên tay là sản phẩm xịt khoáng rất nổi tiếng đến từ Pháp, Evoluderm, hiện đang được các bạn trẻ rất là ưa chuộng. Với thành phần chủ yếu từ nước tinh khiết, chất khoáng và các nguyên tố vi lượng, sẽ ngay lập tức hấp thụ vào da, làm dịu đi làn da đang bị khô của bạn. Qua đó, nó còn kháng viêm, chống dị ứng và bảo vệ làn da của bạn trong môi trường khói bụi, cho làn da của bạn luôn rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Còn đây, không thể thiếu được là bộ sản phẩm đến từ Hàn Quốc, bao gồm 2 thương hiệu xịt khoáng Laneige và Aspasia. Sản phẩm xịt khoáng và dưỡng da Laneige với khả năng độc đáo và với kích thước nhỏ gọn, rất phù hợp với các bạn nào thường hay di chuyển ra ngoài, như đi du lịch hay đi ra ngoài tiếp khách. Sản phẩm sẽ ngay lập tức cứu hỏa cấp tốc làn da thiếu nước của bạn, duy trì và cung cấp thêm các vitamin và khoáng chất cho da của bạn luôn khỏe mạnh. Sản phẩm với mùi hương dịu nhẹ từ mùi tây và cỏ chanh rất thú vị, bảo vệ lớp trang điểm của bạn được bền lâu hơn. Sản phẩm chỉ có 30ml mà thôi, nhưng công lực thì hơi bị cao đó nha, nên các bạn cứ dùng tiết kiệm nhé. Và bộ sản phẩm cuối cùng của đội Hàn Quốc là bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Aspasia, với 2 chai với 2 mùi khác nhau. Chai màu xanh dương với tinh chất từ collagen không chỉ cung cấp nước cho da của bạn, mà nó còn kích thích sự hình thành collagen, cho làn da của bạn luôn chắc khỏe, tươi trẻ và phòng chống lại các dấu hiệu lão hóa nữa. Còn chai màu xanh lá với tinh chất được chiết xuất từ nha đam, giúp tăng gấp đôi khả năng làm dịu mát và thanh lọc da, mang hương thơm của nha đam dịu nhẹ và đầy thư giãn sau khi sử dụng. Và sản phẩm không thể thiếu được trong đợt khuyến mãi lần này là hạt hồ đào Pecan Hub 907g của hãng Daily Chef Mỹ. Đây là một sản phẩm hạt mà được người đời ví như một loại thần dược hay quả trường sinh, mang trong mình nhiều chất giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa. Đồng thời, hạt pecan còn giúp kéo dài tuổi thọ của con người, bồi bổ sức khỏe của bạn, cho bạn một cơ thể khỏe mạnh lâu dài. Nếu bạn đang bị nứt gót chân, lúc nào cũng đau rát khó chịu, làm cách nào cũng không khỏi thì bạn cũng đừng lo quá. Sản phẩm trị nứt gót chân Muhi đến từ Nhật Bản. Với một tiếp kem Muhi 20g như thế này, trong một thời gian ngắn bạn sẽ phục hồi lại vùng da chỗ bị nứt và luôn giữ cho đôi chân của bạn được khô ráo sạch sẽ và không bị nứt gót trở lại. Và trong quá trình điều trị, bạn không nên đi chân trần trên nền nhà nhé.
Và sản phẩm cuối cùng của chương trình khuyến mại của Đồ Mỹ lần này là sản phẩm xịt chống muỗi và côn trùng Off Deep Wood Dry của Mỹ. Sản phẩm gồm có hai chai lớn, mỗi chai 170g và chai nhỏ 71g. Sản phẩm được thiết kế để chống lại các loại côn trùng như ruồi, muỗi, bọ, ve. Sản phẩm này phải nói là rất là phù hợp với gia đình của bạn, vì trong mùa này thời tiết rất là thuận lợi để cho muỗi sinh sôi nảy nở. Và số người bị nhiễm sốt xuất huyết từ muỗi cũng tăng cao. Bạn cũng nên trang bị để phòng bệnh cho gia đình bạn nhé. Đây là sản phẩm xịt lên da được Bộ Y tế Mỹ kiểm duyệt và cấp phép nên rất là an toàn. Sản phẩm với hương thơm dịu nhẹ dễ chịu. Lỡ mà bạn có xịt trúng quần áo thì cũng không để lại vết bẩn đâu, yên tâm. Cảm ơn bạn đã xem video Lương Về Rồi Mạnh Mẽ Lên của kênh Đồ Mỹ Dâm Vèn. Còn chần chờ gì nữa, hãy tậu ngay cho mình một em gì đó. Nhanh tay lên, số lượng có hạn nha các bạn. Mình xin nhắc lại là nếu các bạn mua online thì các bạn sẽ được Đồ Mỹ giảm ngay 10% trên tổng hóa đơn. Còn nếu bạn đến shop mua luôn tại 35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình thì bạn sẽ được giảm luôn 15% luôn nhé. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì vui lòng bấm thích và chia sẻ với bạn bè để cùng tham gia chương trình khuyến mãi này nhé. Và đừng quên nhấn ngay nút đăng ký để đón xem những video mới nhất từ Đồ Mỹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.